là một trong những thành phố cổ nhất của Đông Âu, từng đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển nền văn minh Đông Slav thời Trung Cổ, cũng như trong quốc gia Ukraine hiện đại. Người ta tin rằng Kiev được thành lập vào cuối thế kỷ thứ 9, nguồn gốc của thành phố đang bị che phủ bởi những huyền sử, một trong số đó nói về sự thành lập của một bộ lạc Slav lãnh đạo bởi Kiyi. Kiyi là người lớn tuổi nhất trong các anh em của mình. Kiyi có hai người em trai là Sechet và Kiron, và một em gái tên là Libit. Là người thánh sáng lập thành phố, người ta tìm thấy trong các tài liệu của Ptolemy có ghi tên thành phố là Metropolis. Kiev là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Ukraine, dân số khoảng 3 triệu người, với diện tích 839 km2. Vị trí tọa lạc tại bắc trung bộ của đất nước, trải dọc theo hai bên bờ sông Donetsk, hiền hòa và thơ mộng, Kiev là một thành phố tráng lệ và cổ kính, một biểu tượng văn hóa của người Slav. Đây là một thành phố tuyệt vời, mang giá trị lịch sử giàu có và độc đáo, với nhiều kiến trúc, đền thờ, lịch sử và các thắng cảnh. Thủ đô Kiev, nơi đây là nơi hội tụ của nền văn hóa xưa và nay. Có rất nhiều các viện bảo tàng, các thư viện, các giáo đường, các công trình kiến trúc, tôn giáo, rất đáng để tự hào và chiêm ngưỡng. Đi dọc theo hai bên bờ sông Donetsk, ta chiêm ngưỡng những khu phố lộng lẫy, những khu phố cổ thơ mộng đã tạo nên một Kiev với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Thủ đô Kiev quá đẹp luôn. Mình đi thẳng cái đường này khoảng 500m nữa là đến quảng trường Maidan đấy, phía trước mắt các bạn đấy. Đấy, tòa nhà kiến trúc tuyệt đẹp luôn. Người chơi nhạc đường phố đang thổi saxophone ở những cái bản nhạc rất là hay. Maidan của thủ đô Kiev đấy. Hôm nay mình muốn quay lại một số những hình ảnh thủ đô Kiev
quảng trường Maidan diễn ra cho mọi người. Quảng trường Maidan đấy. Đấy, đằng sau mình đây là khách sạn Ukraine này. Đấy, ở bên đây đằng sau mình đây nữa là toàn là quốc lộ. Tiếp đấy đó một tượng mẹ của Trung Quốc này đấy, thì đây là cái khu quảng trường này thì là nơi đây nó hay diễn ra những cái buổi duyệt binh cái rồi tuần hành đó, các bạn nhìn thấy chưa. Đấy, quảng trường Maidan thủ đô Kiev đó. Đấy, nơi đây đã diễn ra cuộc cách mạng phẩm giá vào năm 2014 nhá, cuộc cách mạng phẩm giá và đã làm thay đổi hoàn toàn cái chế độ cũng như là cái đường lối của cái chính sách của nhà nước Ukraine. Bây giờ mình cùng các bạn mình sẽ đi quay một số những cái cảnh quanh nhé. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 7 năm 2021 và bây giờ mình đang có mặt là 12 giờ trưa. Mình đang có mặt ở quảng trường Maidan, thủ đô Kiev, nước Cộng hòa Ukraine. Mình sẽ quay toàn bộ cái phong cảnh xung quanh đây và những cái tòa nhà đấy, để cho các bạn theo dõi. Thì tòa nhà trước mặt mình đây, đấy là bưu điện trung tâm Ukraine. Đó. Bưu điện trung tâm Ukraine. Còn phía trên kia trước mắt là ba cái tòa nhà đó là khách sạn và quán ăn McDonald's. Còn đây là dọc đây là cái khu công viên như là hồ phun nước Fontan. Đây hồ Phật Tàn đây. Hồ Phật Tàn phía trước. Đấy, còn cái tòa nhà trước mắt đây và cái tòa nhà quốc hội trước đây Maidan đã làm cháy và hư hỏng rất là nhiều, nhưng bây giờ người ta đã sửa lại rồi, bây giờ sửa lại rất là đẹp. Đó, cái tòa nhà trước mắt này. Đó. Đến thủ đô Kiev và đến tham quan nơi trung tâm thành phố thì ngoài quảng trường Maidan tức là quảng trường độc lập, chúng ta còn có thể đến một số những nơi cũng nằm trong cái khu trung tâm thủ đô Kiev này, phong phú, cụ thể như là đến thăm nhà thờ Sofievka. Thì nhà thờ Sofievka này là một trong những di sản của UNESCO đầu tiên được công nhận ở Ukraine. Và cái nhà thờ này nó đã tồn tại trên 1.000 năm. Thì
cùng với cái nhà thờ Sofievka, đó là quần thể Pechetskaya Lavra, tức là quần thể tu viện hang động. Thì cả cái quần thể này cũng là di sản UNESCO, và đến đây chúng ta có thể thăm thú những cái nét kiến trúc rất đẹp của những tu viện, giáo đường và những cái đường hầm dưới lòng đất, trong đó chứa đựng những cái xác ướp lên tới hàng hơn 1.000 năm. Và cũng nằm trong cái quần thể Pechetskaya Lavra này, đó là những cái nhà thờ Mikhailov, thì cũng có một cái nét kiến trúc rất là đẹp. Và trước cửa nhà thờ Mikhailov đó chính là quảng trường Mikhailov, và trước đây thì cái quảng trường này còn có cái tên là nhà quảng trường Thánh Misen. Và có thể thăm thú luôn cái ga tàu điện ngầm Arsenal để mà thưởng thức cái độ sâu cũng như cái độ hoành tráng của cái ga tàu điện ngầm này. Và nghe đồn rằng cái ga tàu điện ngầm Arsenal này có cái độ sâu nhất châu Âu và thế giới. Và tiếp bước chúng ta có thể thăm cái cổng vàng. Thì cái cổng vàng là cái nơi mà trước đây từ những cái thế kỷ thời cổ đại là cái nơi duy nhất để mà tiến vào thành phố ở phía nam, được xây dựng bởi Kievan Rus dưới cái thời đế chế của Yaroslav. Thì cái cổng vàng này thì người ta sau khi mà đã bị san phẳng và bị hư hỏng rất là nặng, thì sau đến thời gian gần đây người ta mới khôi phục lại. Thì đấy là những cái nơi mà chúng ta có thể đáng đến để thăm thú và chiêm ngưỡng.